Hồi 10 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2020, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực bản Nà Nội 1, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, các đơn vị gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Cục Hải quan tỉnh, Công an xã Nà Nhạn, xã Nà Tấu đã phối hợp bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt giữ là Vàng A Lừ, sinh năm 1982, trú tại bản Hồ Chi 1, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Trà. Tang vật thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.